Hãng AFP vào ngày 22 tháng 4 đưa tin ít nhất 11 người mất tích trong mưa lũ tại miền Nam Trung Quốc, trong khi hàng chục ngàn người khác phải sơ tán khỏi vùng chịu ảnh hưởng. Mưa lớn trút xuống tỉnh Quảng Đông trong vài ngày qua, khiến mực nước các con sông dâng cao và làm gia tăng nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng, được truyền thông nhà nước cho là có thể ở mức độ cả thế kỷ mới thấy. Theo Tân Hòa Xã trích dẫn, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương, tổng cộng 11 người mất tích sau khi mưa lớn liên tục ảnh hưởng nhiều khu vực, Tại tỉnh Quảng Đông trong vài ngày qua, bản tin cho biết hơn 53.000 người trên toàn tỉnh này đã được sơ tán, trong số đó hơn 45.000 người được sơ tán tại thành phố Thanh Viễn phía bắc Quảng Đông, nằm trên bờ Bắc Giang. Theo Reuters, lực lượng cứu hộ dùng sơ tán người dân bị mắc kẹt, cõng một số người già ra khỏi nhà và triển khai máy bay trực thăng để cứu dân làng bị mắc kẹt trong vụ lở đất ở nông thôn. Mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục trong hôm nay, ngày 22 tháng 4, với các cơ quan khí tượng dự báo có sông bão và gió mạnh ở vùng ven biển Quảng Đông, một dài biển giáp với các thành phố lớn, bao gồm Hồng Kông và Thâm Quyến. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết các khu vực lân cận bao gồm một phần Phúc Kiến, Quý Châu và Quảng Tây cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong thời gian ngắn và dự kiến thời gian tác động chính của đối lưu mạnh sẽ kéo dài đến đêm. Tỉnh Quảng Đông là trung tâm sản xuất đông dân của Trung Quốc, nơi sinh sống của khoảng 127 triệu người. Tại thành phố Thiều Quan, 6 người bị thương và một số người bị mắc kẹt trong vụ lở đất do mưa lớn hôm 21 tháng 4. Những bức ảnh trên đài CCTV cho thấy những ngôi nhà ven sông bị phá hủy bởi bức tường bùn nâu và người dân phải trú ẩn trong một sân thể thao công cộng ướt sũng. Hôm 21 tháng 4, CCTV đưa tin lũ lụt cao tới 5,8 m trên mức cảnh báo có thể ảnh hưởng đến các nhánh châu Giang vào sáng ngày 22 tháng 4. Giới chức khí tượng tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc ngày 21 tháng 4 cảnh báo tình hình các con sông lớn, kênh rạch và hồ chữ nước địa phương rất đáng lo ngại. Một số khúc và phụ lưu ở lưu vực các sông Tây Giang và Bắc Giang đã đạt mức cao nhất trong vòng 50 năm qua, theo đài truyền hình nhà nước CCTV. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại Quảng Đông, một trận mưa lớn kéo dài 12 tiếng, bắt đầu từ đêm ngày 20 tháng 4 đến sáng ngày 21 tháng 4 đã bao phủ 4 địa phương ở phía Bắc và trung phần tỉnh Quảng Đông, gồm Triệu Khánh, Thiên Quan, Thanh Viễn và Giang Môn. Chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 20.000 người tại Thanh Viễn, trong khi hạ tầng điện lực ở Triệu Khánh bị hư hại mạng xã hội Weibo của Trung Quốc xuất hiện một số bài đăng cầu cứu, mô tả ngoại ô Triệu Khánh đã chìm trong nước, còn người già và trẻ em bất lực vì không có điện hay sóng điện thoại. Nhiều trạm thủy văn trong tỉnh Quảng Đông ghi nhận mực nước liên tục dâng cao. Đến 8 giờ sáng ngày 21 tháng 4, ít nhất 27 trạm thủy văn của tỉnh đã trong tình trạng báo động. Tại thủ phủ Quảng Châu, thành phố với hơn 18 triệu dân, hồ chữ nước đã đạt tới giới hạn xả lũ. Bộ nguồn nước Trung Quốc cảnh báo, lũ trên diện rộng có thể xuất hiện trong lưu vực Bắc Giang và đã nâng mức khuyến cáo an toàn. Theo Reuters, khu vực chịu ảnh hưởng lũ lụt lần này của Trung Quốc có hơn 127 triệu dân. Giới chức tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu mọi cơ quan ban ngành và các cấp địa phương nhanh chóng triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai khẩn cấp. Chính quyền tỉnh yêu cầu mọi địa phương và ban ngành trực thuộc nhanh chóng phân bổ quỹ ứng phó thảm họa, cùng vật tư đảm bảo người dân trong vùng lũ có đầy đủ lương thực, quần áo, nước sạch và nơi lánh nạn. Trận lũ số 2 trong năm nay đã hình thành trên sông Bắc Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang vào tối 20 tháng 4 theo thông báo của Ủy ban thủy lợi Châu Giang thuộc Bộ thủy lợi Trung Quốc. Ủy ban này cho biết, kể từ 16 tháng 4, mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang, trong đó khu vực miền Trung và Đông có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to. Ủy ban này dự báo mưa lớn tại đây sẽ còn kéo dài đến ngày 22 tháng 4, trong đó sông Bắc Giang có thể xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Trong khi đó, theo dự báo của cục thủy văn tỉnh Quảng Đông, tối 21 tháng 4 và ngày 22 tháng 4, lưu lượng nước lũ đo được tại nhiều trạm thủy văn trên sông Bắc Giang sẽ đạt thậm chí vượt mức cao nhất trong vòng 50 năm qua. Tính đến nay, 34 con sông ở tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận mực nước lũ vượt mức cảnh báo. Khiến địa phương này buộc phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 3 lên cấp 2 vào chiều tối 20 tháng 4. Trước đó, tính đến ngày 19 tháng 4, lượng mưa tích lũy trong tháng 4 ở miền Trung và Bắc Quảng Đông đã phá kỷ lục lịch sử cùng thời kỳ. Tính đến 8 giờ ngày 20 tháng 4, lượng mưa tích lũy trong tháng 4 ở Thiều Quan đã lên tới 584,4 mm, phá vỡ đáng kể kỷ lục về tổng lượng mưa cùng tháng của địa phương. Mưa lớn tấn công liên tục khiến nhiều khu vực ở miền Trung và Bắc Quảng Đông được dự báo là sẽ phá kỷ lục về lượng mưa trong tháng 4 mưa lớn cũng gây ra ngập lụt, lở đất và các thảm họa thứ cấp khác ở nhiều nơi. 610.000 hộ gia đình ở tỉnh này đã bị mất điện vì mưa lớn. Hơn 100 chuyến bay bị hoãn ở sân bay quốc tế Bạch Vân, thành phố Quảng Châu vào trưa 20 tháng 4. Sáng 21 tháng 4, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo thời tiết đối lưu khắc nghiệt màu vàng. Theo dự báo của cơ quan này, từ nay đến sáng 22 tháng 4, một số khu vực ở Quảng Tây và Quảng Đông sẽ có rông lốc cấp 8 đến 10 hoặc mưa đá trong đó một số vùng ven biển rông lốc lên tới trên cấp 10, có nơi trên cấp 11. Hôm 7 tháng 4 vừa qua, sông Bắc Giang vừa hứng chịu trận lũ số 1. Đây cũng là trận lũ nghiêm trọng đầu tiên của Trung Quốc trong năm nay và là trận lũ sớm nhất kể từ khi nước này đánh số lũ vào năm 1998. Theo nghiên cứu dữ liệu vệ tinh quốc gia được công bố ngày 18 tháng 4 trên tạp chí khoa học, 45% đất đô thị Trung Quốc đang bị lún ở mức hơn 3mm một năm, 16% ở mức hơn 10mm một năm. Nguyên nhân không chỉ do mực nước ngầm giảm mà còn do sức nặng của các công trình xây dựng. Trong bối cảnh dân số đô thị Trung Quốc vượt ngưỡng 900 triệu người, một phần nhỏ đất đai bị lún ở Trung Quốc cũng có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với đời sống đô thị. Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc khẳng định, Sụt lún mỗi năm khiến Trung Quốc thiệt hại hơn 1,04 tỷ đô la Mỹ. Trong thế kỷ tới, gần 25% đất ven biển có thể lún xuống mức thấp hơn mực nước biển, khiến hàng trăm triệu người đối mặt rủi ro lũ lụt. Chuyên gia Robert Nikon của Trường Đại học Đông Anglia của Anh cho biết, đây là vấn đề quốc gia của Trung Quốc, xảy ra không chỉ ở một vài nơi và đây cũng là bức tranh thu nhỏ của những gì đang xảy ra trên toàn thế giới. Thành phố Thiên Tân, nơi sinh sống của hơn 15 triệu người, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm ngoái, 3.000 cư dân nơi đây đã phải sơ tán vì thảm họa địa chất bất ngờ xảy ra do cạn nguồn nước cũng như do việc xây dựng giếng địa nhiệt. Nhiều huyện khai thác than cũ của Trung Quốc cũng hứng chịu hậu quả từ việc khai thác quá mức, buộc chính quyền bơm bê tông vào các hầm đổ nát để gia cố đất. Vấn đề không chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Một nghiên cứu riêng biệt được công bố vào tháng 2 cho biết khoảng 6,3 triệu km vuông đất trên toàn cầu đang gặp nguy cơ sụt lún. Một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Indonesia, với phần lớn thủ đô Jakarta hiện ở dưới mực nước biển. Lực lượng cứu hộ ở Đài Loan, Trung Quốc phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như đá rơi lờ đất khi tiến hành cuộc tìm kiếm hàng chục người vẫn mất tích sau trận động đất mạnh vừa qua. Số người chết tăng lên 12 người và một số người mắc kẹt đã được đưa đến nơi an toàn. Trước đó vào ngày 3 tháng 4, trận động đất có độ lớn 7,3 độ đã xảy ra ở vùng biển gần huyện Hoa Liên kéo theo nhiều dư chấn. Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua tại Đài Loan. Theo các hãng tin địa phương, cơ quan cứu hỏa Đài Loan vào ngày 5 tháng 4 tiếp tục phát hiện thêm hai thi thể trong khu vực xảy ra động đất, nâng tổng số người thiệt mạng lên 12, cùng với đó là hơn 1.000 người bị thương. Hiện tại số người mất tích là 18, trong đó có 3 người nước ngoài, theo Reuters. Khoảng 50 cơn dư chấn vẫn làm rung chuyển khu vực trong đêm ngày 4 tháng 4, một số trận còn cảm nhận được ở tận Đài Bắc. Lực lượng cứu hộ cho biết khoảng 400 người bị cô lập trong một khách sạn sang trọng ở công viên quốc gia Tadokogok vẫn an toàn, trực thăng đã được huy động để chở những người bị thương và mang theo đồ tiếp tế. Thách thức lớn nhất hiện nay đối với các đội tìm kiếm cứu nạn đó là mưa lớn, kéo theo nguy cơ lở đất đá. Ngoài ra, những điều kiện thời tiết tự nhiên khó lường khiến đội cứu hộ không thể xác định số ngày cần thiết để tiến hành các hoạt động. Trận động đất xảy ra một ngày trước khi người dân tại Đài Loan bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần dài nhân lễ hội quét mộ truyền thống, khi mọi người về quê để dọn dẹp và trang trí mộ tổ tiên. Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên xảy ra động đất hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất năm 2016 ở phía nam hòn đảo này. Trong khi đó, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm hơn 2.000 người thiệt mạng vào năm 1999. Động đất Đài Loan đã một ngày sau trận động đất mạnh nhất 25 năm qua tại Đài Loan, Trung Quốc, nhiều lao động Việt Nam vẫn cảm thấy hoàng sợ, tim đập chân run khi nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến cảnh rung lắc dữ dội chưa từng thấy hơn một năm đến Đài Loan làm việc, chị Bùi Thúy Linh, 31 tuổi, quê Ninh Bình cho biết chị đã từng trải qua rất nhiều những trận rung lắc nhẹ, lần nào cũng nhận được cảnh báo. tuy nhiên trận động đất mạnh hôm qua điện thoại chị không nhận được cảnh báo nào cả. đã một ngày sau trận động đất, chị Linh vẫn còn cảm thấy hoang sợ. trước khi sang Đài Loan, em cũng có tìm hiểu về động đất ở đất nước này. Thực tế hơn một năm qua ở đây, em đã có trải qua rất nhiều trận rung lắc nhẹ. Tất cả những lần xảy ra động đất, điện thoại em đều được nhận cảnh báo. Chuông điện thoại kêu inh ỏi. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, trận động đất mạnh như hôm qua, em lại không hề nhận được bất cứ cảnh báo nào cả. Linh kể lại, khi động đất xảy ra, em đang ngồi ăn cơm cùng mọi người trong công ty thì thấy người rung lên bàn bật, bàn ghế trao đảo. Tuy nhiên, vì không nhận được cảnh báo nên em nghĩ mức độ động đất nhẹ như các lần khác và tiếp tục ngồi ăn cơm chỉ đến khi đồ đạc bị rung mạnh rơi xuống sàn thì em mới tá hỏa chạy xuống đường em lập tức gọi cho chồng làm việc ở một công ty khác cùng thành phố nhưng không thể gọi được nên càng cảm thấy lo lắng sau khi liên lạc được với chồng mới hay chồng em hoảng quá vội chạy xuống đường quên mang theo điện thoại đến giờ nghĩ lại khoảnh khắc ấy em vẫn thấy sợ tim đập chân run Linh cho biết cô và chồng làm việc ở thành phố Tân Bắc, cách xa khu vực tâm chấn của động đất, nên những dư chấn dội đến đã giảm hẳn cường độ. Song sự hoang mang lo lắng vẫn xâm lấn toàn bộ tâm trí của đôi vợ chồng. Anh Nguyễn Tòng Bồng, là chồng của chị Linh kể lại, khi xảy ra động đất, em hoàng quá cùng với anh em trong công ty lo vội xuống đường, quên cầm theo điện thoại. Đến khi tình hình ổn định trở lại, trở về bàn làm việc mới thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ của vợ. Ơn rời là mọi chuyện đều ổn, được biết, Bồng và Linh đến Đài Loan làm việc đã hơn một năm nay. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc có được trang bị kỹ năng cơ bản khi xảy ra động đất hay không, thì cả hai đều cho biết là không được công ty hay đơn vị nào phổ biến. Sáng ngày 3 tháng 4, một trận động đất mạnh 7,2 độ đã xảy ra ngoài khơi đảo Đài Loan, cách thành phố Hoa Liên khoảng 25 km về phía đông nam. Tuy nhiên, các cơ quan địa chất khí tượng của Mỹ và Nhật Bản đánh giá cường độ động đất giao động từ 7,4 đến 7,7 độ. Cơ quan Thời tiết Đài Loan CVKA cho biết đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua. Theo tin mới nhất, 9 người đã thiệt mạng, 1.058 người bị thương, hơn 600 người bị mắc kẹt trong các khách sạn tại một khu bảo tồn thiên nhiên. Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, đến nay chưa có thông tin về thương vong của người Việt Nam sau khi các trận động đất lớn và dư chấn gây ảnh hưởng nghiêm trọng các khu vực của Đài Loan, Trung Quốc bộ ngoại giao đã chỉ đạo văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng người việt nam để nắm bắt thông tin kịp thời ứng phó tình hình